Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lãnh đạo trình độ chính trị cao, việc đời ú ớ làm sao dân thoát nghèo. Ngày 11 tháng 4, báo Tiếng Dân đăng bài bình luận của nhà báo Nguyễn Thông với tựa đề Quan và Dân. Bài viết bình luận về vụ nữ chủ tịch huyện Nhân Trạch, bà Nguyễn Thị Giang Hương bị bọn lừa đảo qua mạng lừa lấy hơn 170 tỷ đồng được báo chí loan tin vào chiều ngày 23 tháng 3. Vụ việc này khiến cộng đồng mạng nổi bão với thắc mắc chỉ là một chủ tịch huyện với động lương cầm cõi, sao bà Giang Hương lại có nhiều tiền như vậy để bị lừa? Ngoài số tiền bị lừa, bà Giang Hương còn bao nhiêu tài sản chìm nổi nữa? Tỉnh ủy Đồng Nai đã quản lý việc kê khai tài sản của cán bộ công chức như thế nào? Số tiền bị bắt có nằm trong kê khai tài sản của bà Giang Hương hay không? Và đây là hình biệt thự của quan tham Phạm Sĩ Quý ở Yên Bái. Vụ việc này chỉ là một sự cố trong chuỗi các sự cố do vô tình hoặc do sự cố ý từ phía đối thủ phía công an đã làm lộ những khối tài sản khổng lồ của quan chức, khiến người dân ngỡ ngàng. Cũng từ những vụ việc như thế này, bộ mặt thật của giới chức cộng sản hiển lộ, mặt nạ tô son trát phấn rơi xuống, đồng thời cũng làm cho người dân mất lòng tin vào chế độ. Ngay cả những người vẫn còn thuần chất tin yêu đảng nhất cũng hiểu rằng quan lại ngày nay là sâu mọt. Đồng thời, vụ chủ tịch huyện Nhân Trạch bị lừa cũng cho thấy năng lực và trình độ thực sự của giới quan chức nói chung và bài Giang Hương nói riêng. Thời báo chấm giới thiệu bài viết của nhà báo Nguyễn Thông đến quý khán thính giả nội dung như sau. Ngày 9 tháng 4, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói rằng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa hơn 171 tỷ đồng do nạn nhân bị mắc lừa bọn tội phạm. Chúng dùng thủ đoạn quá cũ xuất hiện từ cả chục năm trước, nhưng nạn nhân thiếu cảnh giác. Và đây là hình bài bình luận của nhà báo Nguyễn Thông trên báo Tiến Dân. Thưa ông Quang, ông nói thủ đoạn quá cũ trong vụ lừa đảo kinh thiên động địa trị giá hơn 170 tỷ đồng này, sao không nói thẳng ra nó là cái gì, như thế nào, để người dân còn biết mà tránh, mà đề cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu của chúng. Đành rằng công an luôn phải bí mật, công an mà không bí mật thì đâu phải công an. Chuyện kể rằng hai ông không quen nhau đi trên đường, dừng đèn đỏ, ông này hỏi ông kia, anh có phải công an không? Ông kia hỏi ông này, thế anh có phải công an không? Cả hai cùng lẩm bẩm chỗ nào cũng công an, công an có các biện pháp nghiệp vụ để đánh án như vụ 4 cô tiếp viên hàng không, sách hơn chục ký ma túy chẳng hạn. Nhưng đánh xong thì cần lôi các cổ vào cuộc chứ sau cứ thả mãi. Tuy nhiên, vụ lừa đảo chủ tịch huyện cứ phải phơi bày thủ đoạn của bọn lừa, đâu thể ẩm ờ như vậy, chả nhẽ lại bảo vệ cả bọn tội phạm hay sao. Và đây là hình bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch huyện Nhân Trạch, người bị lừa hơn 170 tỷ đồng qua mạng. Tôi đề nghị cả Trung ương lẫn tỉnh Đồng Nai cần công khai vụ nữ chủ tịch huyện Nhân Trạch bị lừa như thế nào, có đúng là lừa thật hay không. Tiền bị lừa là tiền cá nhân hay là huy động vốn của người khác. Nếu huy động thì huy động để làm gì? Ngoài vụ này còn có tiền sự vụ nào nữa chưa phát lộ, vân vân. Làm tới chủ tịch huyện mà cũng bị lừa theo phương pháp cũ thì đủ biết đội ngũ cán bộ của các ông các bà thế nào, không bằng cô bán rau hàng rong. Dân bị lãnh đạo bởi thứ cán bộ trình độ chính trị cao cấp, nhưng việc đời ú ớ như vậy, hỏi sao dân chẳng khổ nghèo. Vụ việc xảy ra đã cả tháng trời, mà Trung ương cũng như tỉnh chưa dám cắt chức đương sự để dân bị khổ, chịu nhục bởi kẻ lãnh đạo đến bao giờ. Hay là cả nước này không có ai tài giỏi làm được chủ tịch huyện. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lãnh đạo trình độ chính trị cao, việc đời ú ớ, làm sao dân thoát nghèo. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Hai luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miến bị đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh xóa tên. Ngày 10 tháng 4, AFA tiếng Việt có bài luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Miến nói về việc đoàn luật sư xóa tên họ AFA dẫn tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào ngày 10 tháng 4, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 02 về việc xóa tên khỏi danh sách thành viên luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Miến. Lý do là hai luật sư này đã nợ phí thành viên liên tục nhiều năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 4 năm 2024. AFA dẫn lời luật sư Nguyễn Văn Miến nói rằng, Tôi không ngạc nhiên lắm về việc này. Tuy nhiên, tôi có suy nghĩ thế này. Thứ nhất, bất cứ đoàn luật sư nào hay tổ chức nào cũng có quy định về đóng đoàn phí. Thực tế, tại đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, qua các lần họp mặt, hội nghị, đoàn đều có kêu ca về việc chậm đóng đoàn phí của các thành viên. Theo tôi, việc không đóng đoàn phí không phải là nguyên nhân chính để đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh loại bỏ thành viên của mình vì họ cũng muốn duy trì số lượng thành viên của mình cao nhất nước. Ở Việt Nam, các luật sư hành nghề buộc phải tham gia vào tổ chức đoàn luật sư các tỉnh, thành, ai cũng phải thuộc một đoàn luật sư nào đó. Do đó, khi đoàn luật sư xóa tên đồng nghĩa với việc chúng tôi không còn tư cách hành nghề luật sư tại Việt Nam nữa, dù chúng tôi vẫn là luật sư. Và đây là hình bài trên AFA. Việc độc lập của các đoàn luật sư hầu như không có. Những vụ án chúng tôi làm liên quan chính trị, liên quan các quyền tự do dân chủ đều bị theo dõi và đoàn luật sư lại là một cánh tay nối dài của cơ quan an ninh hoặc của cơ quan tiến hành tố tụng khác tôi thấy dường như có một sự chỉ đạo từ một cơ quan khác hoặc việc xóa tên chúng tôi ra khỏi đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nhằm dọn đường dư luận cho một loạt hành vi tiếp theo của cơ quan tiến hành tố tụng. Cụ thể vụ 331 mà công an tỉnh Long An đang điều tra liên quan vụ tỉnh thất bồng lai, luật sư miễn nói. Luật sư Đặng Đình Mạnh kể với AFA rằng, đầu năm 2023, Bộ Công an yêu cầu cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An tiến hành điều tra hình sự đối với ông. Sau khi tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, thì tình trạng pháp lý mới của tôi không còn bị ràng buộc gì đối với Điều 4 Hiến pháp về sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và đối với nghề nghiệp luật sư, khiến việc tôi duy trì tư cách thành viên của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh không còn ý nghĩa nữa. Nhìn lại 28 năm hành nghề, tôi chỉ có một điều tiếc nối duy nhất là phải gián đoạn việc bào chữa cho các anh chị em đấu tranh. Vì lẽ, được bào chữa cho họ là một đặc ân. Và đây là hình nhóm luật sư bảo chữa vụ Tịnh thất Bồng Lai. AFA cho biết, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư ở Sài Gòn, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở. Một trong những nhiệm vụ của tổ chức này là đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề. AFA cũng cho biết, luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Miến là hai trong số 5 người tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ tỉnh thất Bồng Lai. Hai luật sư này từng nhiều lần nhận giấy triệu tập từ công an Long An với lý do có tin báo tội phạm từ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05. Bộ công an cho rằng đã phát hiện hai luật sư này có hành vi phát tán trên mạng video clip, hình ảnh, bài viết bị cho có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, theo AFA, cả hai luật sư đều không đến theo giấy triệu tập, với lý do đó là cách họ thực hiện quyền giữ im lặng của mình, người đang bị điều tra. Sau nhiều lần, hai luật sư không đến theo giấy triệu tập, Công an tỉnh Long An đã thông báo các luật sư đã bị khỏi. Các luật sư đã đi khỏi nơi cư trú. Tiếp đó, Công an Long An đã ra quyết định truy tìm các luật sư trên. Vẫn theo AFA, cả hai luật sư khẳng định thủ tục truy tìm này là bất hợp pháp, bởi căn cứ theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự đang có hiệu lực thi hành thì không có một điều luật nào quy định về thủ tục này cả. Hiện hai luật sư này đang ở Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Hai luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miến bị đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh xóa tên. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới